Sáng nay, ngày 25 tháng 1, ông Trần Cộc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế, tìm hiểu về tiến độ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận tổng diện tích quy hoạch 48,2 ha. Diện tích đất đã bồi thường hỗ trợ là 38,5 hectare cho 129 hộ dân Hiện tại còn 11 hộ dân đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa đồng ý nhận tiền. Dự án có 26 trường hợp bố trí tái định cư đã tổ chức bốc thăm chọn nên tái định cư của 19 hộ dân. Quỹ ban nhân dân huyện Bình Đại đã có quyết định giao đất tái định cư cho 13 trên 19 hộ dân và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 hộ. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng công tác xây dựng hạ tầng, nhất là các tuyến đường chính, sàn lắp mặt bằng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đang được gấp rút triển khai. Kế hoạch chúng năm 2024 là 60 tỷ đồng, hiện giải ngân gần 12,2 tỷ đồng, đạt trên 20,3%. Tới thời điểm này, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận đã bàn giao mặt bằng của 986 hộ, khoảng 196,8 ha trong tổng số 216,2 ha còn lại 107 hộ, diện tích 19,4 hectare. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang liên hệ hộ chân để ký biên bản bàn giao, đã chi trả cho các hộ chân khoảng 1.918,5 tỷ đồng, còn lại 23 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền khoảng 51,1 tỷ đồng. Trong đó có 11 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng trước nhận tiền sau, 12 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Năm 2024, kế hoạch vốn được giao cho dự án này là 457,2 tỷ đồng, đã giải ngân 34,4 tỷ đồng, đạt 7,5%. Qua khảo sát thực tế, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp giải quyết vướng mắt công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục bàn giao mặt bằng triển khai thi công đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu tái định cư và khu công nghiệp Phú Thuận để có thể thuận lợi triển khai các bước tiếp theo của dự án.